tuần sau thôi thì hai đứa gặp nhau. Và khoảng lần gặp thứ hai thôi tụi em mới định kết hôn luôn. Thứ hai thôi tụi em mới định kết hôn luôn. Trời ơi, lâu quá. Bây giờ kết hôn xong rồi, gặp bé nó không hợp với mình nữa, giờ lúc đó tính làm sao? Trên đời thì không có gì nó thập phần thập mỹ, quan trọng là mình theo cái điều kiện, hoàn cảnh đó mình phù hợp nó làm sao thôi. Ba mẹ ảnh không có đồng ý em là bởi vì em có một cái căn bệnh mãn tính cũng hơi nguy hiểm, nên là ba mẹ ảnh không có chấp nhận. Em suy nghĩ là ví dụ như nếu mà có bệnh nặng thì cho em sống 20 năm với nhau cũng không sao hết. Em cũng không có quan niệm là phải thiệt là lâu hay là sao hết. Theo anh được biết thì căn bệnh lupus là một cái căn bệnh mà nó rất là khó có con. Dạ. Đúng không? Dạ. À, em biết cái điều này không? Dạ em biết. Em thì em nghĩ là không có con cũng được, không sao hết. Em tên là Dương Thanh Hải, em năm nay 39 tuổi, em ở Hồ Chí Minh. Dạ em là kỹ sư giám sát công trình. Chắc là đi suốt đúng không? Dạ cũng đi suốt trực đêm suốt anh ơi. Rồi, đi xa nhất là ở đâu Hải? À, xa nhất là đi tới Mũi Né. Rồi mời vợ Hải. Dạ em chào anh chị, em tên là Vũ Hoa Tiên, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang là quản lý kênh thương mại điện tử của một công ty mỹ phẩm Hàn Quốc. Em cũng đến từ Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Cơ duyên nào mà lại khiến xui hai đứa gặp nhau? Cách đây còn khoảng 3 năm thì lúc đó em có lên trên mạng á, lên mấy cái app hẹn hò. Cái em mới tìm trước thì thấy vợ em có cái hình dễ thương quá, mà cái mô tả thì cũng giống như là cái mong ước của em. Cái em mới nhắn tin, đợi khoảng 1-2 ngày cái vợ em trả lời, nói trao đổi qua cái lại thấy hợp á, cái cũng hẹn cà phê. Xong rồi từ đó mới phát triển ra. Vậy là quá nhanh đó chị. Cái này là mới 1-2 ngày thôi, cái cặp kia là tới 3 tháng rồi. Tụi em quẹt phải nhau thì lúc đó là ảnh ấn tượng với em về cái profile và cái hình. Nhưng mà em thì em không ấn tượng gì về ảnh hết. Chỉ có điều là ảnh để cái profile là có nhà cửa ổn định, có công việc ổn định, muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc. Nên là em mới quẹt phải ảnh, xong rồi hai đứa mới trao đổi qua Tinder. Thì khoảng 1 tuần sau thôi thì hai đứa gặp nhau. Và khoảng lần gặp thứ hai thôi tụi em quyết định kết hôn luôn. Thứ hai thôi tụi em quyết định kết hôn luôn. Trời ơi. Lâu quá. Cầm kia nó cũng chỉ còn hình như là 1 tháng rồi. 1 tháng nó kết hôn, còn này có ngày thứ hai thôi. Em gặp anh này em có một cái sự tin tưởng gì mà em quyết định là kết hôn với ảnh? Đó là em cũng đã có nhà cửa ổn định, tất cả thứ ổn định rồi. Thì em cũng đã từng có những cái mối quan hệ trước đây và cũng không có đi tính đâu hết. Nên là đến khi gặp anh này thì ảnh cũng có chia sẻ về gia đình, công việc, mọi thứ đều rất là mát với em luôn, rất là phù hợp. Thì ảnh có nói là bây giờ ảnh lớn tuổi rồi, với lại là ảnh cũng đã từng quen những cái mối quan hệ trước đó mà không có thành. Nên là bây giờ ảnh muốn là kết hôn trước rồi tìm hiểu sao được không? Vừa xăm chơi lớn vậy em? Dạ. Vậy cho chắc anh ơi. Mấy mối quan hệ trước cũng vài năm xong cũng không tới đâu, thôi giờ mình đổi chiến thực, mình thay đổi phong thủy. Dạ. Bây giờ kết hôn xong rồi, gặp bé nó không hợp với mình nữa, giờ lúc đó tính làm sao? Trên đời thì không có gì nó thập phần thập mỹ, quan trọng là mình theo cái điều kiện, hoàn cảnh đó mình phù hợp nó làm sao thôi. Thì em thấy là vậy á. Thật ra là lúc mà em với ảnh quen nhau thì cái thời gian nó rất là nhanh. Có khoảng 1 đến 2 tuần thôi tụi em quyết định kết hôn. Thì cái giai đoạn đó là dịch và lockdown toàn thành phố luôn. Thì có về nói với ba mẹ thì ba mẹ hai bên đều đồng ý hết. Nhưng mà do là dịch nên không có tổ chức lễ cưới được. Thì em với ảnh mới sống chung với nhau. Tuy nhiên là đến khi hết dịch á, thì tụi em sẽ kết hôn. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì có xảy ra biến cố, nên là tụi em không có kết hôn liền được. Biến cố gì? Từ đâu? Ba mẹ ảnh không có đồng ý em là bởi vì em có một cái căn bệnh mãn tính cũng hơi nguy hiểm, nên là ba mẹ ảnh không có chấp nhận. Cái bệnh đó thì em có thể bật mí được không? Để dạ, đó là bệnh lupus đó chị. Bạn còn trẻ. Dạ. Cái này em có tìm hiểu thì thực sự là nó không phải là quá nguy hiểm. Dạ. Như mọi người suy nghĩ đâu. Dạ dạ. Có nghĩa là chúng ta phải uống thuốc thường xuyên đó chị, uống thuốc suốt đời luôn đó. Thì nó sẽ ngăn cản được cái tế bào trong đó nó phát triển. Nhưng mà bây giờ thì hai vợ chồng đã ok hết chưa? Thì sau khoảng 2 năm sống chung với nhau thì ba mẹ ảnh cũng thấy được là em với ảnh là có một cái tình cảm rất là chân thật với nhau, và cũng là sức khỏe của em cũng ổn định, không có vấn đề gì hết. Nên là cuối cùng là ba mẹ ảnh cũng đồng ý và tác thành. Thì hiện tại là gia đình hai bên đều đang rất là vui vẻ. Dạ. Là nghĩa là sống chung bao lâu thì các bạn mới đăng ký kết hôn, có một cái lễ cưới? Dạ, hiện tại là tụi em chưa tổ chức lễ cưới. Dạ, tụi em mới kết hôn hồi tháng 10 năm nay. Có định khi nào tổ chức lễ cưới không? Dạ không. Nó phải có một cái việc gọi là anh phải tỏ tình với người ta thì người ta mới đồng ý, đúng không? Tỏ tình kiểu lúc đó thì là mình thấy là qua 1-2 lần mình gặp nhau rồi thấy cũng ok, cái tính tình hợp. Lúc đó là qua nhà của ba mẹ về quê rồi. Cái lúc đó là cũng ngồi uống nước trò chuyện, xong rồi cái cũng nói thì sau vài lần gặp nhau thì anh thấy em cũng thấy hợp, hai đứa hợp tình hợp ý, gia cảnh hoàn cảnh vậy thôi thì mình làm bạn trai bạn gái với nhau, em làm bạn gái của anh nhé. Xong rồi cái cũng đợi bạn suy nghĩ,
suy nghĩ lâu không? Không lâu lắm. Đâu, nãy là nó qua ngày thứ nhì là đã đồng ý lấy. Nghĩa suy nghĩ liền làm... trả lời trong lúc đó không? Là... Lâu lắm em sao? Dạ đúng rồi, trả lời lúc trả đó. Trả lời trong lúc đó. Nó là bao lâu? Khoảng mấy tiếng? Dạ chắc chưa đến 1 tiếng rồi. Ồ vậy đó. Lúc nào thì em biết bạn em bị cái căn bệnh đó và cái lúc đó em nghĩ gì? Cũng sau một hai lần thì bạn cũng nói cho em biết rõ hết. Em suy nghĩ là ví dụ như nếu mà có bệnh nặng thì cho em sống 20 năm với nhau cũng không sao hết. Em cũng không có quan niệm là phải thiệt là lâu hay là sao hết. Em suy nghĩ đơn giản lắm. Miễn là mình yêu nhau thoải mái, sống một cái cuộc sống nó vui vẻ với nhau là được. Cái điểm gì ở bạn này mà em lại có một cái tình thương nó đặc biệt như vậy? Dạ tại em thấy bạn khá là thật thà, nói chuyện thoải mái anh. Mà em cũng làm trai miền Tây cho nên em rất là thích cái tính đó. Theo tính anh được biết thì căn bệnh lupus đó là một cái căn bệnh mà nó rất là khó có con. Dạ. Đúng không? Dạ. Và em biết cái điều này không? Dạ em biết. Em thì em nghĩ là không có con cũng được, không sao hết. Mà nhà em đông anh em không? Dạ nhà em thì có hai anh em. Em còn một bé gái, em gái. Vậy là con trai một đó phải không? Con trai một. Rồi mẹ em có đồng ý về cái việc mà ví dụ em không có con nối dõi không? Dạ ba mẹ em thì cũng ok, miễn là em vui là được. Em biết ảnh đó thì em cũng chưa cảm nhận gì về ảnh hết. Tuy nhiên là sau khi cái thời gian mà sống chung với nhau thì em thấy ảnh rất là hiền và tốt tính, suy nghĩ mọi thứ là đều dành cho em hết, nên là em rất là trân trọng. Bệnh của em khi mà ổn định vẫn có thể sanh đẻ bình thường, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên là hiện tại tụi em không muốn có con, chứ không phải là vì vấn đề bệnh của em. À dạ. Tức là em không muốn có. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em không có thích con nít. Và tụi em cảm thấy là phải có trách nhiệm để nuôi lớn nó rất là khó khăn, chứ không phải là đơn giản là đẻ ra rồi là nuôi lớn. Nên là hiện tại thì tụi em chưa có muốn có con, chứ không phải là về vấn đề bệnh của em. Nhưng mà phía gia đình của em thì sao? Ba mẹ em thì không có đồng ý, thì tức là ba mẹ em thì thích có con có cháu, nhưng mà thì em cũng nói là em đó là quyết định của em, thì hiện tại là em không muốn thì ba mẹ cũng không có ép được. Yeah. Nhưng mà em thì em có đồng ý với cái việc đó không? Cái em cũng không thích con nít lắm. Em thích chữ yên tĩnh mà con nít ồn ào em cũng không thích lắm. Cho nên là nếu mà vợ em cũng có ý đó thì cũng ok, không vấn đề gì hết. Dạ. Yeah. Ba mẹ muốn có cháu nối dõi không? Ba mẹ em thì thấy sao cũng được, cũng không có thúc ép lắm. Thật ra là ba mẹ rất là thương con cái, cho nên là con cái hạnh phúc, con cái vui. Tức là vui là được, đều ủng hộ và đồng hành được. Đúng không? Lúc mà sống với nhau thì bao lâu thì mới đám cưới? Dạ tụi em mà. Chưa làm đám cưới, tụi em mới cưới hồi tháng 10 là đăng ký kết hôn. Là khoảng đó. Hơn 2 năm. Hả à, không, tới bây giờ là dạ, là 3 là năm. 3 năm ở chung với nhau thì nó có những cái tật xấu gì nó lòi ra, nhất là cái người đàn ông mà quá coi như là thập toàn thập mỹ như thế này rồi hay không? Dạ thì thật ra là chồng em thì rất là hiền, chỉ có điều là nhiều khi em dặn đi chợ muốn này muốn kia thì hay quên thôi. Mỗi lần mà gây gỗ lên có giống như anh chồng của con bé thỏ con không? Ao ao phưng phưng lửa giận thì nghe rồi chứ nhỏ nhẹ bình em chưa bao giờ thấy anh nổi giận. Vậy giờ em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì không? Thật ra thì em chỉ muốn là ảnh tập trung hơn, khi mà em nói với ảnh về cái này cái kia thì ảnh tập trung hơn thôi. Rồi vậy giờ vợ mình thì sao, vợ mình có tật gì xấu không? Vợ em thì cũng không có tật xấu gì nhiều, chỉ có là hơi nóng giận xíu. Em hỏi một cái câu hỏi cái vợ em sẽ trả lời bằng một câu hỏi. Ví dụ em hỏi là cái này cái món này là cho thêm đường được không? Cái vợ nói ủa hôm qua tôi nói với ông rồi công thức làm sao? Xong rồi cái em tính hay quên đâu có nhớ đâu. Rồi xong rồi cái ủa rồi rút cuộc này làm sao? Rồi cái em cũng không biết câu trả lời luôn. Anh quên nữa. Kết lĩnh vậy đó. Trong đó là kết lĩnh nữa. Mong muốn vợ thay đổi điều gì đó. Cũng không cần phải thay đổi gì đâu anh thấy. Vì thay đổi cái mình mệt á. Dạ nhầm khi là thay đổi mình thích ứng không có quen. Thôi không hiền dễ sợ luôn. Không quen rồi cái lại phải tìm cách để xử lý nữa. Nhân hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là Hải có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ hay không? Thì thông qua chương trình thì chồng cũng muốn một lời cảm ơn tới vợ. Thì cảm ơn vợ là đã rất là thông cảm với cái chứng hay quên của chồng, mà rất là không có so đo với những cái tiểu tiết đó, mà luôn là cam chịu để mà nhắc nhở chồng. Chồng cũng sẽ cố gắng để sửa cái tính này. Rồi. Dạ với ôm, lại ôm cái. Rồi. Ủa rồi vợ không nói gì với chồng hả? Thật ra thì mấy cái lời mà dễ thương yêu thương là ngày nào cũng nói với nhau rồi, nên là hôm nay cũng nhân chương trình này thì cũng muốn gửi lời với ba mẹ hai bên. Chồng nói đi. Thì tụi con cũng cảm ơn cha mẹ gia đình hai bên đã ủng hộ tạo điều kiện cho tụi con đến với nhau. Cha mẹ gia đình hai bên giữ gìn sức khỏe và luôn tin tưởng hai vợ chồng chúng con sẽ sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời.
Dạ. Cảm ơn hai em. Dạ. Dạ. Em tên là Võ Văn Song Toàn. Trời ơi, là Võ Văn Song Toàn. Dạ. Mai mốt để gặp trai gái nữa tên là Song Kiếm và Bích. Em bao nhiêu tuổi Toàn? Dạ, em 27 tuổi. Em hiện là nhân viên thị trường của công ty sổ số điện toán. Rồi, tên em. Dạ, em tên là Lê Huỳnh Gấm. Năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên kế toán. Rồi, hai em là quen nhau như thế nào kể anh nghe. 6 năm trước thì đó là do vô tình là em có người bạn là chị em song sinh. Em là bạn của người chị, còn vợ em là bạn của người em. Là chung một bữa là đi về ăn đám giỗ á, mà nó lại kêu em về để nó sắp xếp cái cuộc gặp mặt cho bạn này với lại thêm một bạn nữa. Thì trước bữa đó em nhất quyết không đi. Tự nhiên sáng hôm sau cái bạn em nó cứ kêu em hoài, nó tự nhiên cái bữa đó mình siêu lòng, mình lại đi. Thì tới lúc đó mới gặp vợ em. Dạ bây giờ là cái đám giỗ coi như là kỷ niệm ngày quen nhau của tụi em. Kỷ niệm ngày quen nhau đó là dễ. Rồi, ấn tượng đầu tiên em gặp cái anh này như thế nào? Ấn tượng đầu tiên là ốm cao mà ổng nói nhiều thiệt là nhiều luôn. Ổng vô ổng nói huyên thuyên luôn. Ổng nói mà hả em nói ra câu nào là ổng bụp câu đó. Nên nỗi mà em phải đứng đĩa luôn. Chà, đứng đĩa có nghĩa là chắc cũng nói nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đâu nha. Đó. Còn em thì em gặp cô này thì trời, lúc đầu vô đâu có ấn tượng gì đâu anh. Nhìn vô thấy đen thui à. Mà ăn ghê lắm, ăn dữ dội luôn. Em trời vô em sửng sốt luôn mà. Vô em nói gái này sao ăn dữ vậy? Bởi vậy em mới cố tình em mới nói nhiều dữ vậy cho bớt ăn lại. Mà nói ăn ăn anh. Là cái ấn tượng đầu tiên của các bạn về nhau là nó không có được đẹp lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà lúc đó là em có biết là bạn của em là cố tình để mà mai mối cho bạn này không? Lúc đó thì nói chung em cũng chưa có nghĩ vậy đó. Tại vì bạn bè thì cũng rủ xuống nhiều lắm, em cũng không biết ai với ai đó. Không có biết là bị dài. Không có biết. Rồi đến khi nào em mới thấy anh này có một cái sự đặc biệt? Dạ lúc đó thì mới gặp nhau với cái đám giỗ đó. Sau tuần đó thì chị họ mới nói là bây giờ con trai thành phố thì nó lăng nhăng lắm, nên mình phải coi trước lần sau. Xong rồi á, coi xong mấy chị nói thôi được nè, mắt mũi tay chân đầy đủ mà vui vẻ nè. Trời, mắt mũi tay chân đầy đủ. Bữa đó mà bốn cái chân là chắc hết. Hay vụ quá vậy. Bữa tự nhiên cái em thấy kỳ kỳ rồi, rủ em đi cà phê. Em thấy nghi nghi rồi, em mới rủ một bạn thân em đi. Xong đi giờ đi vô tới quải là coi như nó bị ra rìa luôn. Nó ngồi nó uống mình ly cà phê mình đó đó. Còn em là em ngồi như bị tra khảo vậy đó. Em ngồi giữa ba người. Coi mắt đó, đồ coi nè. Hỏi chân đồ hiểu không? Ủa nhưng mà ví dụ như tra khảo đó hỏi gì? Trời, hỏi em tên tuổi, rồi nhà ở đâu, làm cái gì, rồi quen nhiêu cô. Nói chung là xíu lý lịch đó phải không? Dạ, nói chung là giống như em điền sơ yếu lý lịch giống như em đi học vậy đó anh. Rồi, bao lâu thì mới bắt đầu là thương nhau? Dạ chắc cũng cỡ 5 tháng. Yêu nhau bao lâu thì cưới? Dạ chắc khoảng 3 năm. Rồi sau 3 năm là làm đám cưới? Dạ. Tụi em có con chưa? Dạ chưa. Lấy nhau bao lâu rồi? Dạ cũng 2 năm mấy. Anh này có nhiều tính xấu không? Trời, tính xấu của ổng cũng nhiều nhiều á. Cái chuyện đá banh của ổng á là ổng mê ha. Hồi ban đầu nói thôi em ơi cưới đi rồi anh không có đi đá banh nữa. Xong cái ổng một tuần sau gì ổng thèm quá ổng nói thôi cho anh đá một lần thôi. Cái xong em cũng xui xui, xong rồi cái ổng đá 3 lần một tuần. Ổng thấy em lơ lơ cái ổng thích là ổng đá, thích là xách giày lên đá thôi. Vợ giận thì về năn nỉ sao. Cái xong sau đó một lần em chơi khăm ổng là ổng hẹn bá banh lúc 4 giờ chiều chủ nhật, tới 3 giờ em gỡ cục pin đồng hồ ra em nằm em ngủ, cái ổng mở mắt ra ổng thấy 3 giờ ổng ngủ tiếp. Mà bữa đó em nghi rồi đó chị. Thường thường á là tính em á là ưa giật mình mà đúng lúc lắm. Mà bữa đó em giật mình vậy nha, nhìn đồng hồ đàng hoàng em thấy 3 giờ, xong cái tự nhiên em ngủ nữa. Mà vợ em cũng hay lắm, tới lúc mà gần 6 giờ á chị, gắn pin vô cho chạy lại bình thường. Thì em mới giật mình vậy, em mới suy nghĩ trong đầu á là không lẽ mình lại không chỉnh đồng hồ rồi nó kỳ kỳ. Mà em bị 2-3 lần luôn. Giờ lên đây em mới biết là có cái vụ này đó. Ủa tới bây giờ vẫn còn đá banh hả? Dạ còn. Mà một lần đá vậy mấy tiếng? Trung bình là cũng khoảng 1.5 tới 2 tiếng. Cũng đâu có nhiều đâu. Nhưng mà tuần 7 lần thì cũng vậy. Dạ 3 lần rồi chị. Hồi chơi trước lâu lâu có đôn thêm 1-2 ngày. Nhưng mà giờ bị vợ nói quá hết đỡ dám đôn rồi. Còn tính xấu nào nữa không? Xấu là ổng mê nhậu giống như là chưa vợ vậy đó. Bạn gọi lên là Ale hấp đi liền. Có lần kia nhậu xỉn quá trời luôn, dục xe quán nhậu luôn. Lên taxi đâu có biết đường đâu mà cứ lên nằm trên xe vậy, ai muốn chở về chở. Lên xe làm đầy xe ra luôn. Rồi em gọi điện thoại quá trời luôn, 10 mấy cuộc. Ông taxi một lát thôi ổng mới nghe. Xong rồi ha, một hồi thấy taxi chở về tới, em ra dọn xe bưng ổng vô nhà. Hàng xóm kéo ra tưởng đâu là bạn này bị gì, trời em muốn độn thổ luôn vậy. Em không nói được một câu nào hết. Rồi qua mấy ngày sau mà vẫn còn thấy ấm ức luôn, không nói chuyện luôn, chiến tranh lạnh luôn. Nghĩ hả? Rồi còn xấu gì nữa? Anh biết em còn xấu gì nữa không? Thể thao, thể thao với nhậu nhẹt là nó có liên quan rồi đó hả? Anh tự kể xấu anh đi. Thôi trời ơi, tự kể xấu anh đi. Ổng mê game á chị. Game nữa.
sau khi cưới về em mới phát hiện ra được luôn á. Xong rồi em cứ lằng nhằng ổng nhai nhai ổng, mà giờ ổng cũng giỏi rồi, cũng bỏ bớt rồi. Mẹ em nhai nhai có khi ổng giận quá ổng làm rầm 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 vậy nè. Mẹ chồng em hỏi ủa hai đứa nhả đồ gì trên lầu mà rầm 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 vậy. Ổng đâu có dám nói đâu, ổng cứ im lặng đi xuống vậy đó. Đâu dám nói đâu chị, biết chắc là nói ra là em là người bị la mà. Ừ. Em ngu dại gì nói vậy, đi trước đi vô. Ra ngoài cái lát cũng ngu ngu rồi, tối cũng lên nói cũng hứa hẹn à, thôi anh cũng không có chơi nữa, anh cũng cố gắng bỏ rồi nữa. Ừ. Thì đợi nguội rồi chơi tiếp chị. Trời ơi, toàn mê mấy thứ mà gọi là độc không á nha. Ừ. Đá banh thì phải đi ra ngoài, chơi game á là phải trốn vô một cái chỗ nào yên bình để chơi mình ên, chứ không có chơi chung với ai đó. Nhậu là bỏ xe rồi á. Nhậu là bỏ xe rồi ngủ luôn. Ba cái đó đều không màng gì tới vợ hết trơn trời đó. Đúng không? Giờ có mê vợ không? À không mê sao cưới được chị? Không. À. Cưới là cái chuyện đó là mê đi trước rồi á. Còn bây giờ đã có được rồi bây giờ còn mê không? Dạ còn chứ anh. Rồi bây giờ nè, vợ em có thứ xấu rồi. Cầm rầm ghê lắm anh. Trước đây thì em thấy mẹ em là cũng đôi khi cũng cằn nhằn, là em thấy cũng hơi mệt rồi đó. Ừ. Mà vợ em cằn nhằn còn ghê hơn nữa, mà giống như kẹo cao su mình dai hoài không đứt luôn á. Trời ơi, có câu chuyện đó lỡ mà khơi gợi cái gì lại nó hoài đầu, nó hoài. Có khi mà em tức quá em kiềm chế không được á, em nói cái gì mà nó hoài vậy. À, thích nói thì ngồi nói một mình đi. Rồi em tức em bỏ em đi luôn. Đó là mấy cái đó em bực mình lắm. Rồi về sai chồng ghê lắm anh. Ví dụ như làm công việc nhà xong rồi đó, anh ơi, là lên phòng là cái gì cũng sai á. Anh ơi em thèm kem. Anh ơi em muốn uống nước. Anh ơi xuống dưới lấy đồ giùm em. Rồi anh ơi phơi đồ giùm em. Cái gì cũng là anh ơi không à. Mà em kêu á, em đi lấy giùm anh bữa thôi. Không là không á chị, cởi được bộ đồ ra để đi ngủ là bắt đầu là coi như xong bổn phận rồi. Là ngồi trên giường không? Nằm đó mà kêu thôi anh. Cũng hơi là chưa có đem lên mà đút ăn luôn anh. Đút anh đâu ăn nữa là em không biết nói sao luôn á. Mỗi lần giận dai không? Lúc mà thấy mà giận mà em khều khều mà thấy im á là em không có nói đâu, tại vì lúc đó còn đang giận ghê lắm. Còn mà khều khều quay qua chửi là nó gạt hết rồi đó. Là em sấn vô liền. Dạ đúng đó. Ông này em còn đủ bóng đá mà. Tức là cằn nhằn nè. Dạ. Rồi hay sai dạ. Sai bảo nè dạ. Còn gì nữa không? Trời bao tiền vợ chồng ghê lắm. Bao tiền hả? Dạ. Trời về nha là quy định rồi. Là mỗi tháng cho nhiều, để là nhiều. Không bao giờ mà ấy đủ đâu. Nói anh ơi tự nhiên em thích cái này. Nói thích tự mua đi. Có tiền mà tiền gói thì tự lấy tiền mua đi. Không đâu anh. Tự nhiên bữa đó cái bữa em lãnh lương á là tự nhiên cái đi theo em à. Em thấy có cái chuyện gì đó nó lạ lạ rồi. Là em đưa rồi nha. Xong cái đi với em đi vô nhà với em xong cái anh ơi bộ đồ này đẹp quá. Hỏi sao? Nói anh bộ đồ này đẹp mà tại vì em thấy còn nhiều đồ quá em không biết em có nên mua không. Nói thôi mua đi đừng có nói vậy. Em dắt vô mua đâu phải một bộ đâu chị. Vô mua lần hai ba bộ không à. Nói vậy lần nào ra mua thăm có chiêu hết trơn rồi. Ghê lắm chị. Có biện hộ gì không em? Thì một tháng mình mua có một lần hai lần, với lại em xin tiền chồng để nuôi heo nè, em đi cắt tóc hay gì đó làm đẹp cho mình cũng là nể mặt cho chồng ví dụ. Thôi vợ mày đẹp quá. Vậy á quá dễ thương rồi. Bây giờ nè, mong muốn bạn giỏi văn song toàn này thay đổi điều gì? Em chỉ mong một điều á là ổng bớt nóng tính. Còn chồng sao? Là thứ nhất là bớt cầm ràm với là bớt xài chồng một tí. Tụi em bây giờ là tụi em muốn có em bé không vậy? Dạ muốn. Ồ vậy là anh Thuận phải ra tay gạo xay ra cám thôi. Bây giờ có nói gì thì cứ nói. Cái con người vậy mà thành ông mụ được á, tôi thấy mặt ác mà. Mặt ác. Chúc cho các em có thôi. Em bé bây giờ nè. Là quá dễ thương rồi đúng không? Không có gì cả, cặp vợ chồng này quá duyên dáng. Thấy không? Mặt lúc nào cũng cười tươi cả. Bây giờ chỉ còn thiếu một em bé thôi. Hồi nãy nói chi tiết là bà nằm lên giường là bà sai đúng không? Dạ đúng rồi. Mốt thì con đứa đi bà sai là sói đầu luôn là con. Rồi. Thôi chúc cho hai vợ chồng của Võ Văn Song Toàn nghe. Tính từ cái mốc bây giờ nghe chưa? Rồi về nhà ha, vui vẻ nghe. Dạ. Hai người sẽ hòa hợp với nhau ha, và năm sau sẽ có một em bé xuất hiện. Một cặp luôn. Đó, thôi đã chúc thì chúc luôn nha. Ừ. Chúc một cặp song kiếm hợp bích xuất hiện trong gia đình của Võ Văn Song Toàn. Đó, không chúc tôi chúc cho đáng luôn. Một cặp luôn á. Được chưa? Dạ dạ các bạn. Có tin vui nhớ báo tôi nghe. Dạ. Rồi xin chào em. Xin được giới thiệu con là Nguyễn Đức Anh. Ừ. Năm nay con 33 tuổi. Ừ. Con đang là đạo diễn hình ảnh. DOP. Dạ. DOP là dạ, con công tác ở con ở Sài Gòn là chính ạ. À, chính. Và con ở được 8 năm nay rồi. Nhưng mà trước đây thì con đã từng tham gia dạ. cái công việc DOP là cho một số dự án nào rồi? Dạ, và trước đây thì là năm 2014 khi mà con đi vào đây là bắt đầu là con đi làm phim, đầu tiên con là quay phim, con đang là đã làm việc với anh Đức Thịnh.
Và sau đấy là con làm việc với anh Hàm Trần, sau rồi anh làm việc, con làm việc tiếp với anh Charlie Nguyễn. Và đạo diễn Quang Huy thì đã có gặp cô Hồng Vân năm 2019 ở phim 30 chưa phải Tết ạ. Ủa sao cô cháu mình không nhận ra nhau ta? Đấy, thế là cô không nhận ra con rồi. Trời đất ơi, chắc là có sự thay đổi gì đó. Dạ. Không, chắc là cái đợt đó phim đó mình bão tố nhiều lắm quá ha. Vâng. Đợt đó đang bão đúng không? Vâng, đang bão ạ. Một cái phim mà con chưa giờ con đi một cái phim mà thấy là một tháng thì có khoảng độ đến 5 cơn bão thì đoàn đã phải dừng lại và vâng phải chờ. Bão tố quá. Dạ vâng. Đấy. Tuổi trẻ tài cao. Thôi mời con. Và con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Quận mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta vợ chồng đều có những cái thành tích khủng trong gọi là thị trường, môi trường, đúng rồi, đường mày trường ha con ha. Nói chung là có liên quan tới showbiz đúng không? Đó. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào, có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó hay là trong một cái dự án thời trang này đó, thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Vân biết là cơ duyên nào các bạn gặp nhau. Em nói thực ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng ạ. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012, có rất là lâu rồi. Nhưng mà gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Thi thoảng là Facebook có cái ngày mà hiện lên là hôm nay là sinh nhật của ai ấy thì con có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Đấy, kiểu dạng kiểu tương tác thôi. Và con cũng không nhớ luôn cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đến năm 2010, con nhớ là năm 2017, đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới, con có viết cái lời thề nguyện ấy thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. 2017 là có nhắn tin kiểu thả thính chào bạn. Vâng. Kiểu con có ăn cái gì. 2022 mình mới cưới nhá chứ không phải 2017 nhá. 2017 ư? 2022 mình mới cưới. Đúng rồi. Nhưng mà 2017 là con đã thả thính rồi, đúng không? Nhưng mà con không để ý. Thực sự là cái cảm giác á mà giống như mình lấy cái người chồng của mình xong rồi á mình mới lục lại phát hiện ra là ý cái người chồng này mình biết lâu rồi á, nó ngộ lắm nha, thật sự luôn. Ủa nhưng mà là tại sao lại là con không để ý tới cái tin nhắn đó của bạn này? Tại vì thực ra là con làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang ấy, thế là một ngày có rất nhiều khách nhắn tin để mua hàng. Thì con cứ up một cái gì đấy lên thì năm 2017 là anh ấy có trả lời các cái story của con, nhưng thực sự là con không trả lời lại và con cũng không biết luôn, có nghĩa là nó bị trôi đi, gần như là con chỉ là trả lời những cái tin nhắn của khách hàng thôi. Còn tin nhắn của con trai là gần như là con không trả lời luôn. Quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến người người chồng sắp cưới. Đâu có, người ta phải chú tâm đến lợi nhuận mà đang làm ăn mà con. Ủa nhưng mà thắc mắc nha, tại sao lại cưới rồi thì mới lục lại những cái tin nhắn? Không phải là tụi con quen nhau trên Facebook rồi từ từ tình cảm nảy nở rồi đến với nhau? Năm con nhắc lại chuyện cũ một chút là năm 2020 bọn con mới quen nhau, là bắt đầu bọn con mới gặp nhau ở ngoài đời. Đó. Nhưng mà trước đó là con đã nhắn tin với mình rồi, mà cô này không hề biết. Đơn phương á. Đơn phương đấy. Nhưng mà các bạn là gặp nhau, quen nhau là trên mạng hay là trên mạng? Trên mạng trước ạ. Trên mạng. Vâng. Nhưng mà không, ý chú nói là để mà quen nhau á, cái tình cảm nó khăng khít là do là trên mạng luôn hay sao? Dạ không ạ, ở ngoài đời chứ ạ. Ngoài đời. Sau này sau năm 2020 là hai người gặp nhau ngoài đời. Dạ vâng. Đúng không? Là gặp nhau trong sự tình cờ hay là có sự tác động nào đó? Dạ con chủ động. Thứ ba. Chủ động. Có nghĩa là năm 2020 là năm đầu dịch ấy ạ, thì chồng con có nhắn tin cho con, có là tích cực trả lời story hơn và cũng kiểu kể lúc ấy đợt đấy là con có đang có một cái cuộc khủng hoảng tài chính giống như kiểu là kinh tế bị lung lay, thế là con có rất nhiều chuyện buồn con chia sẻ lên thì anh ấy còn nhắn tin hỏi là thế đã xử lý xong chưa rồi bla bla, thì đụng chạm đến kinh doanh thì bắt đầu con mới trả lời lại. Thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại. Thế xong rồi có con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là cái gì nhở, em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin cho đến khi mà lúc đấy đang có một cái chương trình rất là hot ở trên Netflix, thì anh ấy nhắn tin bảo em xem cái chương trình này đi. Thế là đến lúc ấy con xem thì bắt đầu mới nhắn tin qua lại là chương trình này hay nhỉ, chương trình em thích bạn này bạn kia. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội cũng là đầu năm 2020, tháng 4 năm 2020. Vâng. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. Gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời á, thì nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích bạn này không?
đang hỏi bạn này thì chắc chắn thích con rồi cho nên cô mới hỏi bạn là vì lý do đó. Cô chỉ hỏi con thôi. Đúng. Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Đó. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để con nhã nhặn, vì là đó ăn chút đỉnh rồi này kia, lại ăn lòng nướng là phải tận hưởng. Ảnh gợi ý là ăn lòng nướng là sao? Con ạ. Con đấy. Vâng. Thế là nếu mà mình thích ấy, hoặc là mình kiểu chuẩn bị cho cái cuộc hẹn đấy thì mình sẽ kiểu ăn mặc rất là xinh xắn đẹp đẽ. Thì con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Lúc đấy trong hoàn toàn trong tâm trí của con là con thấy là anh ấy rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình, nên là con cũng muốn là đi gặp cho vui. Tại vì bình thường là hầu như là con không bao giờ mở rộng các cái mối quan hệ của con ấy. Thường thường là con cũng không nói chuyện với cả các bạn nam lạ, hoặc là bạn người này người kia bảo giới thiệu con cũng không đồng ý luôn. Thế là lúc đấy là con nhớ, không nhớ là mặc cái gì, nhưng đại loại là mặc rất bình thường. Xong rồi hai anh em đi ăn lòng nướng, xong rồi về con chỉ bảo bạn con là cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế là hoàn toàn là chưa có thích nha cô nhá. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng đó. Và 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là, không có nghĩa lúc đó là con đang ở Hà Nội. Dạ con vâng, lúc đấy đây. Lúc đấy là ở trong Sài Gòn bắt đầu là cuộc dịch đầu tiên. Đấy thì là bắt đầu bọn con còn phải chạy xe ô tô ra, tại vì lúc đấy là lockdown hết, là mình không còn phương tiện máy bay hay là không còn tàu hỏa hay là những cái phương tiện khác, chỉ có mỗi cái ô tô cá nhân. Thì bắt đầu là mình tự đi từ Sài Gòn, và con và hai người bạn nữa là bắt đầu đi ra Hà Nội. Dạ vâng. Rồi đó là lúc đó là tụi con gặp nhau đi ăn lòng nướng là ở thời điểm đó. Vâng ạ. Đúng không? Mà lúc đó là Hà Nội thì chưa có lockdown gì hết. Chưa, lúc đó chưa đâu. Hà Nội lúc đó mình mãi sau này mình bị ở đây, xong rồi mãi sau này Hà Nội mới sau mình cơ mà Hà Nội là sau. Mà không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà là đợt đó con ở ngoài đó là 4 tháng. Vâng, con không, cái đợt đầu tiên của Sài Gòn của mình ấy, năm 2020 ấy, tức là có 2 tháng là bắt đầu đã thả. Con nhớ là 2 tháng hay 3 tháng con cũng có trở lại đây một lần gì đấy, lần đầu ấy. Thì là lúc đấy là Sài Gòn con đã đi vào đây lại, xong rồi con lại đi ra, tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp. Thì là lần nào cũng gặp cái gì đúng không? Lần nào cũng là lòng nướng hay hoặc là bún ăn tôm. Mấy lần sau chắc phải chuyển món chứ nào. Đấy lần đầu tiên ạ. Nhưng mà là trong suốt cái thời gian mà trước khi con gặp cô Ly á, là con không có một mối tình nào hay sao? Dạ. Tại vì cái công việc của con là tiếp xúc với diễn viên, tiếp xúc với người mẫu, phải nói là nó không quá khó. Vâng, tại vì con phải chia sẻ là trước đấy thì khoảng con tập trung cho công việc là tầm từ 2017 cho đến 2019 là con không yêu ai. Đấy thì mình tập trung lại để con phát triển lại, con định hướng lại nghề nghiệp xem là, tại vì năm nay là cái năm đấy là trước 30 thì là con cũng muốn là đàn ông trước 30 tuổi thì phải có chỗ đứng và có một cái tài chính mà ổn định để mình còn tính tiếp cái chuyện là cưới vợ. Tại vì ở nhà con là bố mẹ con cũng luôn luôn mong muốn con là cưới vợ, cũng khoảng ngoài 30 là mình phải cưới. Thì con cũng muốn là 33 tuổi thì là vừa. Tại mẹ có thúc giục không? Dạ. Mẹ có thúc giục không? Có. Mẹ là như thế có nghĩa là trước khi gặp bạn vợ á, là con coi như là con không để tâm chuyện yêu đương đúng không? Dạ vâng ạ. Con xác định là công việc, xác định công việc ạ. Vớ va vớ vẩn đồ một ngày hai ngày rồi thì có thể, nhưng mà còn để mà tiến tới chuyện lâu dài là con chưa nghĩ, chưa hề nghĩ tới. Dạ vâng, con chỉ tập trung. Còn hình như con cũng vậy sao đúng không? Vâng. Như trước khi gặp anh ấy như là con cũng lo trong cái việc của con, thế này cái gì mà dính tới buôn bán làm ăn thì con mới trả lời, còn trước đó là vớ va vớ vẩn linh tinh là con cho bác qua luôn, không tiếp xúc với nam đúng không ạ? Thực ra là cái môi trường của con, tất cả bạn bè của con với cả công việc của con ấy thì đều liên quan đến các bạn nữ. Và hầu như là con không tiếp xúc với các bạn nam ấy. Trước khi gặp chồng con là hình như là con có kết thúc một cái mối tình trước là năm 2019. Và sau đó là con bị cuốn vào công việc ấy, với cả đợt đầu dịch ấy tự nhiên tất cả mọi thứ nó xáo trộn ấy ạ. Thế là mình phải sắp xếp lại rồi cắt giảm nhân sự các thứ, nói chung là rất là nhiều việc. Tập trung cho công việc thôi. Vâng, cho rồi. Đến khi ảnh xuất hiện, ảnh mưa dầm thấm lâu 4 tháng trời là thua được. Kiên trì quá. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knock out nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái khoảng thời gian đấy con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống như thế, bảo ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi. Đây thì... rồi. Vâng. Mặt vuông chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá, đây chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày, nhưng mà mày cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất
cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi, ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu bảo ủa ông đi đâu nhở, rồi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra tường sau, anh cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau, thì con để quên son, thì con mới hỏi bạn con là có mang son không, chị để quên son rồi. Thế là anh ấy ấn vào xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Anh định tặng em lần sau, nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đừng không biết là chồng con có set up trước không. Đấy, có những cái chi tiết là rất là nhỏ. May mắn thôi em ạ. May mắn à? Không. Ông trời sắp đặt. Với cả thực ra là đối với con ấy thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con ấy không có quá nhiều yêu cầu. Con chỉ cần một người thật sự là chân thành và ấm áp. Đấy là hai cái mà con muốn trong cái mối quan hệ khi mà mình đến với một ai, thì chúng con có hết. Đi có hết. Có hết, nhưng mà đấy, sau này thì không biết. Là bất ngờ nữa. Làm là những cái điều bất ngờ. Viết bạn này vẫn lãng mạn theo kiểu rất điêu bi em ạ. Đúng rồi, anh định nói đó. Rất là anh ấy là làm hình ảnh mà. Anh ấy tất cả những hình ảnh đẹp là công tác của điều vị, đúng không? Ông nói chuyện với con, cô dần dần nhớ ra rồi. Cô nhớ là gì? Cô cháu mình cũng có đã nói chuyện ở trên cái đường ray mà gọi là đấy, gọi là Dolly đó. Rồi nhớ ra rồi. Tóc chú lúc ấy không như này. Thế cho nên là dịch hôm nay hơi điệu tí cho dạ nên vâng. là mai lên chương trình phải điệu tí không? Ok. Đó. Vậy là trong cái khoảng thời gian là 4 tháng để mà ảnh cưa đổ được con, thật ra đối với ảnh thì chắc chắn là phải từ chân thành rồi. Với những cái sự chuẩn bị bất ngờ và nó đặc biệt như vậy, chuyện mà cưa đổ cô gái này là chuyện đương nhiên, đúng không? Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ, bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022. Thì tức là hơn 2 năm. 2 năm. Đến hôm nay tụi con yêu xa. Dạ vâng ạ. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng, đúng rồi. Vâng. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu xa, có trục trặc gì không? Chia tay đúng không? Yêu xa là yêu xa mệt lắm. Con cũng có một lần cãi nhau to. Thường thường thì cũng không tranh luận với cãi nhau nhiều đâu, tại vì là thực sự là cũng lớn rồi, với cả là mỗi người có một cái sự nghiệp riêng, với cả là khi bọn con đến với nhau ấy, cả hai bên đều rất cảm thấy gọi là an toàn, thực ra là an toàn trong mối quan hệ. Đó là anh Bi là người đầu tiên trong các mối quan hệ của con mà con cảm thấy là con không phải lo lắng xem là ủa sao không nhắn tin cho mình nhỉ, anh ấy đang làm gì nhỉ, anh đi quay có gặp ai không. Đó là khi mà yêu anh Bi thì con hoàn toàn là cảm thấy an toàn, nên là quãng thời gian đấy gần như là không có sóng gió gì, cho đến một lần là hình như là đầu cuối năm 2021. Không, cái đấy là tháng anh nhớ là tháng 5 năm 2022 Sài Gòn có một cái đợt dịch, là đợt đấy con nhớ là ở trong một cái đợt dịch mạnh nhất của Sài Gòn. 2021 thì là mạnh nhất của Sài Gòn nhất, mà là, từ là cái giáo xứ gì đấy con không nhớ, không nhầm thì là từ đấy bắt đầu từ mọi người đó. Đó, và mọi người từ tỏa tháng đi. 3 tới tháng 11. Dạ vâng. Thì cái tháng 5 đấy là cái tháng đỉnh điểm, bắt đầu là đỉnh điểm của Sài Gòn, 30/4, 1 tháng 5. Đấy, con nhớ đúng rồi. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Tức là lịch của con là đến tháng 6, nhưng mà lúc đấy là mới đến tháng 5 thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Và con mới bảo, con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại người yêu lại nhắn tin là thôi chia tay đi hả mẹ? Không có lý do luôn. Không lý do luôn, mấy con chưa phân tích được ra. Mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi con xem làm sao, rồi bắt đầu con đi sang nhà Ly rồi con giải quyết, xong rồi con xem hai đứa thì con nghĩ mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế tại sao thế con? Sao thế? Người ta đang khủng hoảng dịch, quá dịch, thế là một phát một nữa thì có chẳng thà tôi bị Covid còn hơn. Đây là lần đầu tiên con chia sẻ về câu chuyện đấy. Thì thực ra là con cũng là một người có cá tính rất là mạnh, và khi đến với một cái mối quan hệ lúc đấy là tầm gần 30 tuổi rồi, thì con cũng đặt một cái khoảng thời gian nhất định để bọn con tìm hiểu nhau. Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng 1 năm, nếu trong vòng 1 năm mà bọn con không có tiến triển hoặc là không gọi là không cảm thấy
có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tất nhiên là con chỉ nói với bạn thôi, con không nói với cả chồng con. Thế là đến, tại vì là chồng con thì là làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Thế là tính thực ra chưa là gặp ở ngoài bao giờ. Thế là tình tại cảm. Tại vì năm dịch là bố mẹ con cũng hoàn toàn không có về được Việt Nam. Chuyến bay thì không có, chỉ có chuyến bay cứu trợ thì con cũng bảo bố mẹ con là thôi ở bên đấy cũng được. Thế là bố mẹ con ở đấy mất một năm. Là tổng là 2 năm mới về đến nhà. Cho nên là con cảm thấy không an toàn và cảm thấy con cảm thấy là chưa có sự gắn kết, con cũng không có một cái câu trả lời rõ ràng. Thế xong rồi lúc đấy thì bố mẹ con thì cũng kiểu nói chung là hỏi cũng rất là nhiều. Thế hai đứa có tiến đến với nhau không hay là như thế nào đấy. Thì lúc đấy gần như là con, tại vì mình là người kiểu chủ động với cả là mình là người cũng cá tính rất là mạnh. Thì lúc đấy con bảo anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi. Tại vì là con thấy là không hợp nhau. Tất nhiên là con không nói cái lý do. Về sau này khi mà bọn con gần lấy nhau rồi thì bắt đầu con mới kể cho chồng con. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt. Và một khi mà con đã bảo chia tay là con không liên lạc luôn. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook. Chặn luôn. Chặn hết mọi cổng thông chặn tin. Chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột cô ạ. Rồi sao mà lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về xong rồi đến khoảng một tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. Một người bạn thân của vợ thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn rồi bắt đầu con cũng kể hết lại sự tình rồi kiểu con cũng hỏi xem là lý do tại sao là Ly cần như thế nào thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly thì hoàn toàn đơn giản, không phải cái chuyện giàu nghèo hay là kinh tế mà là đang muốn ở gần với cả anh thì anh phải cố gắng anh ở gần nhiều hơn, anh quan tâm rồi anh chia sẻ rồi mọi thứ, tại vì dịch thì ai người ta cũng phải là khó khăn. Thì anh cần Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Chứ còn đã dịch thì là tình hình chung của cả thế giới. Ở lúc đó sao bay tới nhà Ly liền đúng không? Dạ hộ, thì một tuần sau con mới lên được. Chứ ngày đầu tiên về là đúng không? Ở đâu? Dạ Ly ở nhà đó. Ở nhà. Và cô ấy, cấm vận đấy mà. Vâng, cấm. Không cho tới nhà. Không gặp. Ngăn sông cấm chợ. Nhưng mà tại sao con nghe cái đó con không bay tới nhà liền luôn? Lúc đấy con phải về, con phải tại vì con là hướng nội part time, tức là về nhà thì mình phải suy nghĩ và mình phải hướng nội và mình phải suy nghĩ một cái cách mình phân tích. Còn ví dụ đi ra ngoài thì mình mới cần phải năng động và mình phải linh hoạt. Thì ở nhà con mới trầm tính, con mới ngồi, con mới suy nghĩ, bắt đầu con tìm cách. Và lúc đấy là lúc anh Bi có hỏi quân sư bạn con rất là nhiều. Thực ra là con có nhớ là có hôm con đang ở nhà bạn con và lúc đấy anh Bi định làm một cái bất ngờ là lên nhà bạn con để mua hoa. Nhưng mà không ngờ là bạn con lại nói với con, xì với con. Thế con bảo thôi stop không, tôi không em đi. Em không gặp à, con rất là quyết liệt. Nhưng mà vấn đề là lại bị đội của mình coi như là có hai bán đứng mình và bán công ty đúng không? Rồi bây giờ nè, chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào? Dạ. Và làm cũng sao để hóa giải mọi thứ? Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm, cũng kịch liệt. Thế là cũng cứ vòng trong vòng ngoài là mình nói chuyện qua, giao tiếp qua cái cửa, sau cái nghĩa cửa là cô vẫn đứng ở, dạ, vâng, ở trong cửa. Dạ vâng. Con đứng ở ngoài đúng là buổi tối hay ban ngày? Dạ vâng, buổi tối con đến nhà thường con đến buổi tối. Dữ ha. Vâng. Về hình ảnh hay đó ha. Vâng. Cái máy đó. Top shot trên cái. Chính xác. Đúng không? Top shot. Nhưng bộ phim le lói. Vâng. Đấy, bên ngoài thì cứ xin lỗi và bên trong thì cứ thôi anh đi về đi. Đi về đi. Có một cái đô ly drama nhẹ. Vâng. Rất là drama. Và đến có rồi. Kết thúc câu chuyện là cổ có mở cửa ra. Dạ cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi là cũng ủng hộ mình. Rồi sao? Dạ vâng, dạ. Rồi một cái ôm thân thiết đúng không? Dạ đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu ạ. Lại drama tiếp. Lại drama tiếp phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Dạ sau hôm đó là có hòa lại không con? Thực ra là đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc đau được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc. Và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về xong rồi nói chuyện. Và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy là dần dần là tình cảm kết nối ạ. Coi như là quyết định sống thử với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng ạ. 3 tháng. Thì con cũng lại phải chờ Sài Gòn mở cửa con mới về đúng được rồi, Sài Gòn. Đúng rồi. Và trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Thì cái mà để mà con thấy lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đấy nha, em cẩn thận đi. Cốc nứt, nó bị nứt ở cái vành. Thế là
mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng đấy, đấy. Rồi xoẹt mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ luôn, đổ máu luôn. Thế là không khấu mà là khóc rất thê thảm, mà khóc quả đấy là mà thấy thương lắm. Thôi chết rồi. Con tưởng lúc đấy con đứt mất cái tay rồi, tại vì mất con cận. Ui, tôi chết rồi, em đứt tay rồi, em phải mất cái tay này rồi anh ạ. Quá drama. Drama lại nổi lên. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, đúng không? Vâng. Đây là vợ mình rồi và đây là chồng mình rồi, đúng không? Nhận ra nhau. Dạ vâng. À, như thế là cưới được 4 tháng. Mới đây mới được nhau tháng 9 tháng 9 năm 2022. Là mới đây thôi đó. Dạ vâng. Quá son luôn đó. Dạ vâng. Và đúng rồi, mới tinh tình tình đấy. Đấy, mà xong con quyết định là sẽ thôi bây giờ vào đây với chồng luôn, đúng không? Hiện giờ là hai đứa đang ở quận 2. Dạ vâng. Nhà mình mua chưa hay là... Dạ, bọn con vẫn đang kế hoạch để chờ 1-2 năm nữa tìm được một cái mảnh đất hoặc là tìm được một cái căn chung cư mà nó phù hợp với cả hai vợ chồng. Tại vì nhu cầu, cô biết với chú biết là trong này đi xa thì mình cũng không đành. Mà bây giờ con cũng ưu tiên để vợ là vợ thích ở quận nào trước ạ. Bởi vì hay chung cư đắt lắm. Dạ vâng. Tôi có biết chọn. Bây giờ giá cũng đang rất là cao thì là con cũng phải từ từ. Đúng rồi. Thực ra là bọn con đã mua nhà ngoài Hà Nội rồi nhưng mà là chưa bàn giao, đến tháng 6 năm nay bắt đầu mới bàn giao. Thì lúc đấy thì thực ra công việc của con thì con cũng sắp xếp nó đâu ở đấy rồi. Thế lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được. Bây giờ ở xa nhau vừa lấy yêu thì ở xa cũng được, nhưng mà đến lúc mà lấy mà ở xa thì mình sẽ có những cái tủi thân chạnh lòng, cảm giác như kiểu mình đang vẫn chưa là người chưa chồng ấy. Thế là con bảo rằng là thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây thôi các thứ, tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Thế đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá bảo đi không sao. Mẹ chồng tuyệt vời. Bây giờ con đã tính là hướng cái công việc của mình vô đây được chưa? Tại vì là con làm trong thời trang cả làm đẹp thì hệ thống làm đẹp của con có ngoài Hà Nội với cả ở Sài Gòn rồi. Vâng. Còn thời trang thì cô chú biết là bây giờ gần như là bán on rất là nhiều. Mình có thể điều hành từ xa với cả ở tất cả bộ máy ở ngoài Hà Nội con là ổn áp rồi. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi ấy, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy, thì với con thì khi mà con lựa chọn một người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Ví dụ như điểm yếu của con là con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ, cả truyền thống của gia đình nhà anh ấy cũng thế á. Và rất là tình cảm, bố mẹ của con với cả là chồng con, với cả là anh ruột của chồng con, mọi người rất là tình cảm dù là ở xa nhau. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là đấy là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá. Chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc, và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn. Thế rồi 4 tháng ở với nhau, thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng tật xấu nó đó. Lòi ra. Đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Con có chuẩn bị đến cái phần này không? Con biết là kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói những cái điểm xấu của con, nhưng mà bản thân con cũng không bất ngờ với những cái điểm xấu của con. Dạ, ở nhà ở đến tần đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng lầu bầu xương xương. Đấy, tức là bầu xương xương, cụ thể. Cụ thể tức là kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Đấy, hoặc là kiểu những cái mà tính cách lầu bầu một mình hay là lầu bầu một có mình đối tượng luôn ạ, một đấy, mình nói một mình luôn. Tức mình là còn nếu mà lầu bầu với đối phương ấy, thì lại không nói thiên thẳng đấy. Đấy, cứ vừa rồi bạn điên hết cả người. Tôi chẳng biết như tôi đó đó. Nó chuyện mình nên. Vâng, cứ một mình thôi ạ. Đấy, nhạc lại nổi lên. Mà nhiều lúc tối có lầu bầu của mình không? Cô đang ngủ mà quay qua mà ngồi lầu bầu mình. Dạ không ạ, tối thì được cái là hai vợ chồng có một cái trước khi đi ngủ là nắm tay nhau. Xong rồi thơm nhau cái đi ngủ, kể cả cãi nhau hay là không cãi nhau là có cái luật luôn là xong ngày hôm đấy là xong luôn. Là mình tiếp đến ngày hôm sau mà mình hoàn toàn bình thường về mọi thứ. Có xem một bộ phim trước khi ngủ không? Dạ cũng có, thường thì có thể là xem phim hoặc là con mà tại con thích nghe nhạc thì con có bài nhạc gì mới hay là bắt đầu lại đây vợ ơi có bài gì mới. Chơi game. Tranh thủ đi. Dạ vâng. Tranh thủ đi, thủ đi, chú khuyên con là nên tranh thủ xem nhiều đi. Dạ. Tại vì có một đứa rồi là nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ vâng. Có những cái giới hạn nó sẽ có thay đổi. Cô với chú á, chị với ông Tuấn á, là hồi lúc mới á, là cho tới bây giờ luôn nè em, bây giờ thì bớt đi rồi nhưng mà lúc mới là
cứ trước khi đi ngủ là phải xem một bộ phim. Vâng. Đến độ cái kho phim kinh dị của Mỹ, của Hàn, của Trung Quốc sẽ bật từng tật, bây giờ không còn phim nào cho cô coi. Vâng. Nhà con là cũng thế đấy, vợ là rất thích xem phim ma và thích xem phim kinh dị. Netflix là thôi đấy, bảo hết. Ô Netflix bây giờ cái đó là rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, là ngồi nói một mình đúng không? Lầu bầu một mình. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì này. Bây giờ đi trình cả mình, là mình cũng nhiều cái mình tự ái. Mình tự ái của bạn, mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ, hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi, nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi được rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chị cũng phải là không ưng, nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Thế là nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài. Là mình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông kia. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen, chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Chụp 100 tấm. 100 tấm luôn. Không, ghét anh là chú, là chú chụp 100 tấm luôn. Dạ. Mà chọn chắc thế nào cũng lựa được. Đấy, thế mà không ưng. Chụp cho ai cũng khen. Dạ. Có ghen con không? Dạ cũng không ạ, còn chưa thấy ghen lắm, nhưng mà cũng thi thoảng mà mình mà cứ đứng gần ai hay là các thứ thì cũng nhắc nhẹ. Vâng. Cũng có ghen linh tinh chút đỉnh đúng không? Vâng. Nhưng mà cũng không mạnh. Nhiều khi phải thêm mắm thêm muối nào, thêm chút cho nó có gia vị thôi thì cũng không. Còn có tật thì nữa không? Dạ. Có đam mê kiếm tiền mà quên đi mất. Dạ cũng có một vài lần là cũng quên mất, tại vì có những lúc ở nhà con nhờ làm việc này việc kia. Nhưng mà lại quên mất làm của mình, mà mình thì đang làm việc và mình đi làm việc là tối về, tối thường cô chú biết rồi, đi làm về mình toàn là đến 11, 12 giờ, có hôm đến 2, 3 giờ. Thì mình bị overtime là chuyện bình thường. Thì vợ chuẩn bị đi ngủ thì con hay hỏi lại những cái chuyện hôm nay, con bàn giao cho vợ là thế hôm nay vợ đã làm việc này việc kia chồng chưa? Ôi trời ơi, vợ quên rồi. Thế là mình cũng thôi đi ngủ thì thôi, nhưng mà ban ngày là thôi mình cũng tại sao em lại không làm. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ, thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Thì con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Và mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chứ cũng không thể mà một nhát ngày hôm nay mình thay đổi, một nhát ngày hôm sau mình thay đổi. Đúng rồi, nhưng mà cái mà trong tất cả những cái mà con vừa kể ra đó, thì con mong là cái gì? Tức là trong đầu con nghĩ ra cái là mong muốn vợ thay đổi cái điều gì nhất? Thay đổi điều gì nhất thì có lẽ là có những cái lúc mà đấy, con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây một thoại một mình. Đọc thoại. Đọc thoại đấy. Sao vậy con lúc những lúc đó con nói cái gì vậy? Không con, nhớ nữa. Con không nhớ nữa. Có nghĩa là con ví dụ như kiểu nhiều quen, con đang quen với cái việc là khi mình đi làm ấy, là mình đang không ưng cái gì hoặc là mình không thích cái gì là mình phải nói ra. Và thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện của mình, cũng hay nói chuyện của mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút. Đi lau nhà đấy. Không gì, ví dụ đang ngồi xem phim xong rồi quên ra quần áo là giật mình. Thôi cho dù không đi, quên mất chưa ra quần áo đấy, kiểu như thế. Thế là bạn phải nói ra. Con phải nói ra. Nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm, nhưng mà bạn này là phải nói ra. Vâng, bạn này là phải không phải nói những người thoại. Nghĩ nghe chị. Có nhiều lắm chú ạ. Có. Bây giờ mới nhớ nè, vợ của chú cũng có thỉnh thoảng. Vâng. Bà Liên là thỉnh thoảng vẫn có. Nghĩa là tự nói mình có nha. Có. Mà tưởng tượng sau này nó có con. Vâng. Rồi lớn tuổi thì cái mức độ nói một mình nó còn nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Thôi không sao đâu. Dạ. Nhiều khi nói một mình cái mình nhảy vô. Vâng. Mình nói mình trả lời, tự trả lời luôn. Vâng. Nhé. Đáng yêu mà. Đáng yêu, đáng yêu cũng đáng yêu. Sau này có khi nhiều lúc con không nói, con im ý, lúc đấy gọi là căng thẳng. Sợ lúc đó mới là đáng sợ. Nhớ lời vợ nói, ngớ tiếng vợ. Rồi bây giờ tới Ly. Anh ấy có những tật xấu gì? Thực ra thì với con ấy, chồng con cũng không có nhiều tật xấu đâu, tại vì con nhiều tật xấu quá. Có nghĩa là ví dụ như con mà nhìn ra những cái tật xấu của chồng con thì con nghĩ lại con thì cũng còn khủng khiếp hơn. Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi gen không phải là mưa, gen là gen nhiều, gen la ấy ạ. Đấy. Gen gì? Vâng, gen gì. Đấy là chồng con là hay, hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát cẩn thận đấy, không để hụt chân đấy, hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống, hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn,
cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Đó là chồng con là một người mê nấu ăn, đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Là mình thích nấu ăn để mình thấy thoải mái rồi. Hôm nào chú qua chú nhậu với con nhé. Được ạ. Đồng ý. Nghe là thích rồi đó. Với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không, nhắc nhở thì bình thường, luôn cảm thấy là quan tâm. Nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu, đúng rồi đấy ạ. Hai cái mảnh nó bắt đầu dùng dao dũa từ từ cho nó khớp đó. Con làm neo nhiều rồi, con biết là chồng con đang dũa dần. Và với cả là khoảng thời gian 4 tháng mà con ở riêng với nhau thì con cũng phải thay đổi rất là nhiều. Con là người dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục, xong rồi giặt quần áo có máy giặt, rửa bát có máy rửa bát. Nhưng nói chung là trước đây con không phải làm những cái việc đấy bao giờ. Thế nên là khi mà chồng con, ví dụ trước đây khi yêu ấy thì chồng con khi mà dậy chồng con sẽ gấp chăn màn rồi dọn dẹp các thứ, thì khi mà lấy về bây giờ chồng con sẽ, rõ ràng là chồng con dậy sau nhưng chồng con sẽ đi ra ngoài, vợ nhớ gấp chăn nhá. Nhắc khéo. Nhắc nhở. Ông ngại gấp chăn gấp màn hay sao em ạ? À? Thiệt á. Cô gấp chăn gấp màn mấy chục năm nay rồi, cô thấy Thành đã không gấp rồi mình cứ buồn. Nên là thực ra những cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó, thì vỡ hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này. Và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn, đắc với nhau hơn. Nên là những cái tật xấu của chồng con thì con thấy cũng ổn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn một xíu. Bớt lãng mạn hơn một xíu thôi ạ. Bớt có những cái khung hình ví dụ như vỡ hoa về hoa. Ví dụ như cái bó hồng lật ngược á, đúng không? Bó hồng lật ngược. Không có bó hồng lật ngược. Hay là bấm nút cái son chạy ra, đúng không? Đó là cảm giác giống như kiểu là khi mà làm vợ chồng rồi thì chồng sẽ chỉ bớt đi. Vâng, bớt lãng mạn hơn. Nên là chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Đấy, mà những cái sót hình đấy nhắc con này nhẹ. Lúc này là con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ vâng. Như thế này nè. Còn son lắm. Con có thể tận dụng được những cái gì mà vợ con đang là thế mạnh. Dạ. Thứ nhất là xinh nè, cái thứ hai ăn nói cũng duyên dáng, và cái thứ ba là công việc của vợ con là làm đẹp. Và nếu mà với một cái sự cộng hưởng của con nữa, con có thể là tạo ra được một KOL. KOL về thời trang trong cái tương lai sắp tới. Dạ. Với những cái với những cái góc máy, với con những cái khung hình. Đây là một KOL của con mà biết đâu chừng. Vậy đâu mình lại khai thác được, mình đầu tư. Đây. Đúng. Đấy. Con ơi, với lại tranh thủ chưa có em bé đấy. Đó. Cứ tranh thủ đi chơi cho cô. Dạ, đi vâng. Chơi đi, đi du lịch đi con. Dạ, ơi. Vâng, con thích lắm. Yeah. Đây là thời đại của social media. Dạ vâng. Đó, và đây là một cái người mẫu tương lai. Đó, biết đâu sau này là nổi tiếng hơn chồng đấy nha. Có những ông chồng mà người ta không muốn vợ người ta như thế đâu. Chú cứ làm như ai, như chú. Em muốn nhưng mà không được. cho con phát biểu ạ. Con chợt nhớ ra là con muốn một điều nữa của chồng con là mỗi khi mà chụp ảnh với quay clip cho vợ thì hãy giãn cái cơ mặt ra, cười thật tươi vào. Vì trong lúc mà đang chụp ảnh ấy mà chồng kiểu đứng vào. Không em, vào. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Rồi em đó, rồi. Mày quá, chú Thuận cái quá đó hiểu công việc. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Đây, hỏi cô chú xem có đúng không? Đến khi công việc của con chẳng hạn, đó, con đang rất vui nhưng mà đến khi mà con tập trung vào để mà con setup một cái buổi mà event về thời trang tập trung hay là tập trung với là con pick đồ cho khách, con cũng sẽ như vậy đó. Hay lần sau anh kiểu vẫn nhanh nhưng mà mồm vẫn như này. Rồi ok. Nghe. Rồi, cảm ơn hai đứa nha.